Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với Trung tâm Guitar Ad Việt. Hiện tại trong tháng này shop mình đang tổ chức chương trình xả hàng cũ, hàng tồn kho, những hàng bị chảy xước. Thì những cái sản phẩm này thì shop mình để trong kho, chưng ở kệ thì lâu ngày những cái sản phẩm nó sẽ bị cũ, sẽ bị xuống cấp và di chuyển qua lại thì nó sẽ bị chảy xước. Thì những cái sản phẩm này shop mình đang xả lên tới 75%. Những cái sản phẩm, ví dụ như những cái sản phẩm mà từ giá từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu thì shop mình xả chỉ từ 500 ngàn tới 700 ngàn. Và những sản phẩm cao cấp 3-4 triệu thì shop mình xả chỉ là 1 triệu cho tới 1 triệu rưỡi. Thì các bạn, những cái sản phẩm xả hàng này là những cái hàng bị cũ, bị chày, cho nên các bạn phải thông cảm là những cái hàng này nó sẽ không được trau chuốt về ngoại hình, hoặc là nó không có được đẹp. Thì các bạn thông cảm về cái vấn đề này. Và shop mình này làm rất là lâu rồi và rất là uy tín. Và về cái việc ship hàng tới thì ở xa, ship hàng, giao hàng tận nơi á, thì các bạn kiểm tra hàng rồi các bạn mới thanh toán cho mình, kiểm tra test âm thoải mái. Rồi ví dụ như các bạn gặp một cái vấn đề gì, các bạn không thích cây đàn đó thì các bạn có thể từ chối nhận và các bạn không mất gì cả. Các bạn được kiểm tra trước khi nhận hàng. Vâng, và đây là shop mình gói hàng rất là kỹ như thế này. Các bạn thấy ở trong đàn là 4 năm, mình đã gói 4 năm lớp, và ở ngoài đây là một cái loại shop hơi giúp mình chịu được rất là tốt. Cho nên cái tình trạng mà bị giao hàng mà bị bể vỡ là rất là hiếm, rất ít. Đấy. Và shop mình có để trên này là cho khách thanh kiểm tra hàng rồi mới trước khi nhận. Và các bạn được kiểm tra hàng rồi mới nhận hàng. Các bạn khi mua hàng ở xa thì các bạn cứ yên tâm nhé. Và mặc dù hàng cũ, hàng thanh lý, nhưng các bạn mua hàng thì các bạn vẫn được tặng kèm phụ kiện đầy đủ. Tặng bao vải, sách, phím và dây lẻ. Đó, các bạn mặc dù những cái hàng này bị cũ nhưng shop vẫn kèm cho các bạn đầy đủ phụ kiện. Và sau đây mình xin giới thiệu một số mẫu cơ bản đang xả bên shop mình. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái hàng xả thì có thể vào fanpage của Guitar Ad Việt. Shop có đăng cái bài xả ở trên đó và từng bài, từng ảnh. Và các bạn có thể tham khảo kỹ và đặt hàng tại shop, nhắn tin đặt hàng tại shop luôn. Và sau đây mình xin giới thiệu một số cây đang xả trong shop mình. Thì trên tay mình đây là một cây ES CD180. Mặt tóc gỗ thông nguyên tấm, khóa là khóa đúc và có tia chỉnh cong ở đây. Cái sản phẩm này giá trên thị trường bán là 1 triệu 3 cho tới 1 triệu rưỡi, thì shop mình xả chỉ là 600 ngàn nhé. Thì cái sản phẩm này nó bị do mình là gì, để ở trên kho nó bị va quẹt, nó sẽ bị chày ở đây, nó chày ở đây, thì shop xả chỉ là 600 ngàn nhé. Cái dòng này các bạn nào mà mới tập chơi thì mua chơi rất là tốt luôn. Các bạn mà không quan tâm về cái ngoại hình của đàn thì các bạn quan tâm tới bấm thoải mái hay là về âm thanh thôi, thì các bạn chọn cái dòng đàn này rất là tốt. Còn các bạn mà muốn đầu tư một cây đàn chơi lâu dài thì các bạn có thể mua những hàng mới nhé. Và hiện tại hàng mới bên shop cũng đang giảm giá 40%. Các bạn có thể tham khảo trên web Guitar Ad Việt mà mình để trên màn hình. Sản phẩm rất là chất lượng luôn. Action rất là thấp và bấm rất là êm tay. Và một số mẫu đàn khuôn gỗ thịt như là mẫu ES140. Cái này thì giá là một gốc là 1.850.000 và nó bị tồn kho, không bị gì cả và chỉ bị cũ thôi. Khóa là khóa đúc, có tia chỉnh cong và khuôn gỗ thịt, mặt tóc gỗ thông, lưng hông gỗ hồng đào. Như thì cái sản phẩm này tóc mình đang xả chỉ là 850.000 nhé. 1.850.000 xả 1.850.000. Chỗ này âm thanh rất là tốt luôn. Cao cấp như là
guitar ES25. Mẫu này giá gốc là 2.8 triệu và đang giảm còn 1.150.000. Cái mẫu này còn rất là nhiều luôn các bạn. Mẫu ES25 âm thanh rất là hay. Gỗ thịt 100% tươi tắm, giá chỉ là 1.150.000, hàng thì tồn kho. Và một số mẫu guitar khác như là một số cây như là guitar Rosen R135, giá trung bình trên thị trường là khoảng 1.5 triệu tới 2 triệu, thì cây này shop mình đang xả chỉ là 1 triệu thôi nhé. Rất là đẹp, đây có tem chống giả, hàng chính hãng nha các bạn. Âm thanh của dòng này cũng rất là tốt, action rất là thấp, bấm rất là nhẹ tay. Còn rất là hay. Và một số có một số dòng guitar như là guitar phím lõm C01, thì cây này giá 1.1 triệu đang xả chỉ còn 620.000 nhé, rất là đẹp luôn. Cây này thì mới luôn, mặt top gỗ thông nguyên tấm, khóa phím đàn là phím inox, khóa là khóa tân cổ, quay về rất là đẹp luôn, chỉ 620.000 thôi nhé. Vâng, và khi các bạn muốn đặt hàng thì các bạn có thể đặt trực tiếp tại số điện thoại mình để trên màn hình, hoặc là nhắn tin fanpage shop, hoặc là các bạn có thể đặt trực tiếp tại website mình để. Thì những cái hàng thanh lý, những hàng xả này thì mỗi một năm thì shop chỉ xả từ 2 tới 3 lần thôi. Các bạn tận dụng cái cơ hội này mà mình mua nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video, và chúc các bạn có ngày làm việc học tập thật vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.